Vâng, em nghe sếp ơi. Mày có đang rảnh hàng không em? Ui, sếp cứ đùa cả công ty rằng ế việc chống mông. Thế thì chạy qua bê giúp anh một bộ bàn ghế nhá. Việc riêng việc chung heo này. Việc riêng anh nhờ chú Ui, mà, việc riêng em bận có mấy lắm. bộ thôi, một Ui, mình em mình vất đây được. vả lắm. Vất vả Rồi này. rồi rồi yên tâm, xong anh bồi dưỡng cho thoải mái đi nhá. Ok, em qua đây, Vâng, luôn đi qua đây. nhá. Đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Trong thói đời cười ra nước mắt, xưa trắng tay gọi tên bằng hữu, giờ giàu sang.